12 dấu hiệu nhận biết mang thai con trai, mẹ bầu cần biết. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Quý vị và các bạn thân mến, khi mang bầu, ai cũng háo hức muốn biết bào thai mình đang có là trai hay gái, đặc biệt là gia đình mong hạ sinh hoàng tử. Hiện nay, các cơ sở y tế đều hạn chế tiết lộ giới tính thai nhi, nhưng bố mẹ vẫn có thể dự đoán ra bằng những dấu hiệu mang thai con trai dưới đây. Nếu bạn không có các triệu chứng ốm nghén như các bà bầu thông thường, thì đó cũng là một dấu hiệu cho thấy trong bụng bạn là một cậu nhóc khó khỉnh. Thứ nhất, mẹ tăng cân vùng bụng đi kèm với dấu hiệu về chiếc bụng nhọn. Nếu bạn mang thai bé trai, bạn có xu hướng tăng cân nhiều ở vùng bụng. Trong khi mang thai bé gái, người phụ nữ thường tăng cân ở tất cả các bộ phận, từ mặt, mũi đến tay và chân. Thứ hai, sự thay đổi về tính tình. Giới tính của bé thường làm ảnh hưởng đến tính cách của người mẹ. Nếu phụ nữ trở nên nóng nảy, mạnh mẽ lên khi mang thai, thì nhiều khả năng bé sinh ra sẽ là bé trai. Nguyên nhân bởi khi đó, nồng độ testosterone tăng dẫn đến việc hình thành giới tính ở bé. Thứ ba, bụng bầu nằm thấp. Đây là dấu hiệu chẩn đoán giới tính thai nhi phổ biến nhất mà các mẹ thường hay áp dụng. Nếu bụng bạn đang nằm thấp, thì nhiều khả năng trong bụng bạn là một bé trai khó khỉnh đấy. Thứ tư, nước tiểu màu vàng nhạt. Màu sắc của nước tiểu thường thay đổi trong suốt quá trình mang thai. Nếu nước tiểu có màu vàng nhạt thì chắc chắn bạn đang mang thai một bé trai. Nếu có màu trắng đục thì là một bé gái. Thứ năm, mẹ bị mụn trứng cá. Khi mang thai, sự thay đổi hormone sẽ khiến cơ thể người mẹ có nhiều biến đổi. Mụn trứng cá là một trong những dấu hiệu mang thai con trai khá chính xác. Thứ sáu, ngực phải trở nên to hơn. Khi mang thai, núi đôi sẽ trở nên to hơn để chuẩn bị tạo sữa cho em bé bú sữa. Thông thường, ngực trái sẽ thường lớn hơn ngực phải một chút. Tuy nhiên, nếu ngực phải to hơn ngực trái, đó là dấu hiệu mang thai bé trai bạn đáng lưu ý. Thứ bảy, nhịp tim của thai. Khi khám thai, bác sĩ sẽ đo nhịp tim của thai nhi. Nếu nhịp tim của bé dưới 140 nhịp mỗi phút, thì bạn đang mang thai bé trai khó khỉnh rồi đấy. Thứ tám, mọc tóc nhanh. Tóc mẹ bầu mọc ra nhanh hơn bình thường, thì đó cũng là một dấu hiệu để nhận biết bạn đang mang thai một bé trai. Thứ 9. Mẹ thường thèm đồ chua. Nếu mẹ bầu nào mà thèm đồ chua, mà cực kỳ chua, thì có khả năng đang mang bầu bé trai khá cao. 10. Tư thế ngủ nghiêng sang trái. Do mệt mỏi trong thai kỳ nên mẹ bầu thường ngủ nhiều. Khi ngủ, nếu bạn thường hay nằm nghiêng sang bên trái, thì nhiều khả năng bạn sẽ sinh con trai. 11. Da tay của mẹ bầu. Chỉ cần quan sát một chút thì bất cứ mẹ bầu nào cũng phát hiện khi mang thai hoàng tử da tay của mẹ thường khô hơn, cứng hơn lúc bình thường và ngược lại, mang thai công chúa sẽ làm cho da tay của mẹ mềm mịn và láng bóng. Đây cũng là biểu hiện rõ ràng giúp thai phụ phán đoán giới tính của con. Biểu hiện ốm nghén. Nếu bạn không có các triệu chứng ốm nghén như các bà bầu thông thường thì đó cũng là một dấu hiệu cho thấy trong bụng bạn là một cậu nhóc khó khỉnh. Đường lông ở bụng. Nếu như đường lông ở bụng chạy thẳng một đường từ bụng qua rốn, thì rất có khả năng bạn sẽ sinh con trai theo ý muốn. Còn nếu chạy đến rốn mà bị lệch đi, thì sẽ sinh con gái. Những mẹo vặt giúp mẹ đoán giới tính thai nhi. Bên cạnh những biểu hiện trên, thì bố mẹ có thể đoán mình sinh bé trai hay bé gái bằng những mẹo sau đây. Dùng nhẫn cưới. Bạn hãy treo lủng lẳng chiếc nhẫn cưới trên bụng. Nếu là bé trai, chiếc nhẫn sẽ di chuyển lên xuống hoặc trái phải. Nếu là bé gái, nhẫn sẽ xoay tròn. Nhặt chìa khóa. Nhiều bố mẹ tin rằng cách nhặt chìa khóa của một thai phụ sẽ là dấu hiệu mang thai con trai chính xác nhất trong 3 tháng đầu. Cụ thể, khi thai phụ nhặt khóa lên bằng đầu tròn thì đứa con trong bụng sẽ là con trai. Ngược lại, nếu nhặt khóa bằng đầu nhọn thì đó là bé gái. Ăn tỏi và theo dõi mùi. Bạn ăn tỏi và nếu mùi tỏi trong mồ hôi của các mẹ thì chúc mừng bạn đã mang bầu bé trai. Dùng baking soda. Đây có lẽ là phép thử lạ lùng nhất mà bạn từng được biết. Sau khi đi tiểu, bạn lấy một mẫu nước tiểu và cho baking soda vào. Nếu nước tiểu chuyển sang màu xanh thì nghĩa là bạn sẽ có một hoàng tử trong tương lai. Hy vọng rằng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn xác định rõ được rằng mình sẽ hạ sinh bé trai hay bé gái để từ đó có những chăm sóc đặc biệt và áp dụng những phương pháp dưỡng thai hợp lý. Dù mang thai con trai hay con gái, chắc hẳn bạn và gia đình đều sẽ chào đón bé yêu chào đời trong tình yêu thương và sự chăm sóc tốt nhất.
Hãy để lại những góp ý hoặc những băn khoăn thắc mắc của bạn bên dưới phần bình luận bạn nhé. Đừng quên đăng ký kênh và rung chuông để cập nhật những video hữu ích miễn phí tiếp theo. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và bình an.